Xin chào các bạn tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn kiện tướng quốc gia cờ vua Hôm trước thì chúng ta đã được chứng kiến phong độ hủy diệt của Quang Liêm Trên con đường trở thành siêu đại kiện tướng Khi anh vùi dập siêu đại kiện tướng David Navarra Tại giải cờ vua tưởng niệm Capa Planca năm 2011 Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu cổ hơn Là giải cờ vua Kokata Open Grandmaster 2009 Vòng 4 giữa kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm và nhà vô địch cờ chớp thế giới 2022 siêu đại kiện tướng Sarian Mamey nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký và nhấp cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên và ngủ admin dạy chơi cờ vua nhé. Với lợi thế chơi quân trắng, Quang Liêm tung tuyệt chiêu D4 để khởi đầu ván cờ, quyết tâm đè bẹp cao thủ xứ Azek Bayzan. Mamey nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt E6. Trắng nhảy mã F3, đưa quân xuất trận kiểm soát trung tâm. Đen đẩy tốt B5, sử dụng một tà chiêu ít gặp hòng gây bất ngờ cho đối thủ. Trắng theo đúng lý thuyết khai cuộc, đẩy tốt E4, chiếm lĩnh trung tâm và mở đường cho tượng tấn công tốt B5. Đen triển khai tượng lên B7, chỉ hỏa lực vào tốt trung tâm E4 để phản công lại. Trắng phát triển mã cánh hậu lên D2, bảo vệ tốt. Đen cũng đẩy tốt A6, bảo vệ tốt B5 ở bên cánh hậu không để cho đen có thêm thời gian củng cố thế trận. Trắng mạnh mẽ dâng tốt A4 đột phá. Ý thức được việc chậm phát triển quân và trắng đang kiểm soát được trung tâm. Đen bèn đẩy tốt E4, cố gắng tránh giao chiến. Trắng triển khai tượng lên D3. Đen đẩy tốt C5, bắt đầu phản kích vào trung tâm. Trắng đã có sự chuẩn bị nên chủ động ăn tốt sang C5, khai chiến. Đen ăn tượng vào C5, Chữa cả hai tượng về phía cánh vua trắng nhanh chóng nhập thành đưa vua vào vùng an toàn chuẩn bị cho các trận đánh lớn đen đẩy tốt d 6 thiết lập thế trận phòng thủ trắng di chuyển mã lên b 3 mở đường cho tượng c 1 xuất trận đen phát triển mã cánh hậu lên d 7 đưa quân xuất trận thật nhanh trắng lên tượng d 2 đen nhảy mã f 6 gia tăng áp lực lên trung tâm e 4 trắng qua e 1 bảo vệ Đồng thời hợp sức cùng tượng tấn công tốt b4. Thế vậy, đen vội vàng đẩy tốt a5 để bảo vệ. Chưa dừng lại ở đó, trắng đẩy tốt c3 đột phá. Ở đây trong trường hợp mà đen ăn tốt vào c3 thì trắng sẽ ăn tượng lên c3, khống chế đường chéo lớn a1h8, đồng thời hợp sức cùng mã vây bắt tốt a5, khiến cho đen không thể bảo vệ con tốt này. Do đó mà đen đã phi hậu lên b6 để tăng thêm quân. Bảo vệ tốt B4. Trắng bất ngờ phế mã vào tốt A5. Mở màn cho cuộc tấn công tổng lực ở bên cánh hậu. Tưởng ngon. Đen ăn xe lên A5. Ngay lập tức. Trắng ăn tốt lên B4. Tung đoàn tấn công đôi bắt xe và tượng. Đen chạy xe về A8. Trắng ăn tốt vào C5. Đen ăn mã lên C5. Tấn công tượng. Đồng thời vây bắt tốt E4. Trắng tiến hậu lên E3. Bảo vệ tượng chưa cần phải vội vàng khi mà quân vua vẫn còn đang ở giữa bàn cờ nên nhanh chóng nhập thành đưa vua vào vùng an toàn cái đã đánh đấm sau trắng chạy tượng lên b năm giữ lại hai tượng để hỗ trợ cặp tốt thông ở bên cánh hậu sợ để lâu đêm dài lắm mộng Đen liền ăn mã và e 4 lập lại thế cân bằng về lực lượng trắng đẩy tốt b 4 tấn công vào quân mã đang bị giằng nên chạy mã về d 7 Bảo vệ hậu Không chậm chế Trắng đổi luôn hậu vào B6 Đưa về cờ tàn Hòng tận dụng ưu thế của cặp tốt thông xa Đen ăn mã lên B6 Trắng thúc tốt tràn sang A5 Tấn công mã Đen chạy mã lên D5 Đứng tấn ở trung tâm Để dình đưa xe qua B8 đuổi tượng Rồi sẽ làm thịt con tốt B4 Với sức mạnh của hai tượng Và cặp tốt thông Trắng phi tượng vào C6 tấn công xe và dọn đường cho tốt B tiến xuống. Nên chạy xe sang B8 tránh đòn. Thừa thế sung lên, trắng thúc tốt tiến xuống A7 và chỉ còn cách ô phong cấp đúng hai nốt nhạc. Trong khi tượng C6 đã khống chế ô phong cấp, không hề nao núng, nên nhảy mã vào C3, tìm cách đổi tượng để hóa giải thế công. Ở đây trong trường hợp mà trắng ăn tượng vào C3 thì đen sẽ ăn tượng về C6 Trắng đẩy tốt A7 bắt xe thì đen sẽ chạy xe lên B6 và với sự yểm trợ của tượng trên đường chéo lớn H1 A8 đen sẽ tạm thời ngăn chặn được tốt thông của trắng tiến xuống phong hậu. Do đó mà trắng đã ăn mã về D4 nhằm mục đích tiêu diệt quân tượng phòng thủ của đen. Đen ăn mã lên E4 uy hiếp tượng không muốn lằng nhằng trắng đổi luôn tượng vào mã C3 đen ăn mã lên C3 Trắng thúc tốt tiến xuống A7 bắt xe. Đen chạy xe sang A8 chặn đường xuống của tốt. Trắng nhảy mã lên D4. Bảo kê cho tốt B tiến xuống để hỗ trợ tốt A7. Đen huy động xe qua C8. Trắng theo kế hoạch thúc tốt tràn sang B5. Đưa quân tốt thứ hai tiến vào vùng lãnh thổ của đen. Cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Đen cấp tốc lùi mã về D5. Phong tỏa đường xuống của tốt trắng. Trắng tiếp tục đưa xe qua B1. Hộ tống tốt B từ phía sau. Nếu mà lại lùi mã về B6 để chặn đường xuống của tốt thì trắng sẽ xuống xe A6 đuổi mã. Do đó thì đen đành phải lên xe C7. Thiết lập phòng tuyến cuối cùng trên hàng ngang số 7. Trắng thúc tốt tiến xuống B6 bắt xe. Đen chạy xe sang B7. Hợp sức cùng mã vây bắt tốt B6. Trắng nhảy mã vào C6 rình dập ở đây trong trường hợp mà đen ăn mã vào B6 thì sẽ bị chui vào đường rằng và trắng sẽ xuống xe A6 để vây bắt mã. Đen đẩy tốt H5 mở cửa sổ thì trắng sẽ ăn xe vào B6. Đen ăn xe lên B6 thì trắng sẽ ăn xe sang B6. Đe dọa sẽ xuống xe B8 chiếu khiến cho đen không thể chống đỡ. Còn nếu mà đen ăn xe vào B6 thì trắng sẽ nhảy mã E7 chiếu. Đen chạy vua sang F8 bắt mã thì trắng sẽ ăn mã về D5. Đen ăn xe vào B1 thì trắng sẽ ăn xe sang B1. Đen ăn xe lên A7 thì trắng sẽ thọc xe xuống B8, chiếu hết ngay. Trở lại với diễn biến ván cờ. Không thể thủ tiêu quân tốt B6 để bẻ gãy cặp tốt thông của trắng. Đen đưa xe qua F8, định tiến sang cánh hậu để hỗ trợ. Trắng thọc xe xuống A6 bảo vệ tốt âm thầm chuẩn bị một mưu đồ đen tối. Đen tiếp tục di chuyển vua sang E8. Trắng lùi mã về A5 tấn công xe. Nếu mà đen chạy xe sang D7 thì trắng sẽ ủn tốt xuống B7. Khiến cho đen không thở chống đỡ thế công như vũ bão của cặp tốt thông. Bị vồn vào chân tường. Đen liều lĩnh ăn xe vào B6. Trắng ăn xe xuống B6. Nở một nụ cười khoái trá vì cuối cùng cũng đạt được mục đích nên ăn mã về B6 chẳng ăn xe sang B6 nên ăn xe lên A7 đưa về cờ tàn xe đấu với xe mã đen tuy kém một quân xong lại hơn trắng đến hai con tốt cũng không đến nỗi nào ngoài ra thì đen còn rình trắng sơ hở chạy mã sẽ bất ngờ lao xe xuống A1 để chiếu hết tuy nhiên thì Quang Liêm dường như đã có tính toán trong những tình huống như thế này anh nhanh chóng lao xe xuống B8 chiếu Đen sách vua chạy lên D7 tránh đòn. Không chậm chế, trắng lùi xe về B7 chiếu, ép đen phải đổi xe. Cực chẳng đã, đen phải ăn xe vào B7. Trắng ăn mã xuống B7, đen đẩy tốt F5, dâng cao tốt để phản công lại. Trắng lùi mã về A5, thu quân về và tìm cách chuyển hướng sang mặt trận cánh vua để chọc máy. Đen tiếp tục đẩy tốt G5 trắng qua vua F1 tìm cách tích cực vua trong cờ tàn đen ủng hộ dâng tốt E5 trắng di chuyển vua lên E2 tiến lên trung tâm đen tiếp tục dâng tốt H5 định lấy số đông để áp đảo dàn tốt của Quang Liêm không hề nao núng trắng lùi mã về C4 đen đưa vua lên E6 trắng lên vua D3 đen đẩy tốt D5 đuổi mã dàn hàng ngang bộ binh trên hàng ngang số 5 chuẩn bị tiến quân vào vùng lãnh thổ của trắng trước sự hung hãn của đối thủ trắng bình tĩnh chạy mã về d2 để tìm cách phòng thủ thừa thế sông lên đen thúc tốt tràn sang h4 trắng để tốt f3 phòng thủ một cách thận trọng đen qua vua d6 định vòng qua cánh hậu để xông lên trắng lùi mã về f1 chờ đợi đen theo kế hoạch đưa vua lên c5 nước đi này khiến cho cánh vua của đen bị lỏng và trắng lập tức nhảy mã lên e3 tấn công tốt f5 đen thúc tốt tràn sang e4 chiếu trắng chạy vua về e2 tránh đòn đen tiếp tục thúc tốt tràn sang f4 bắt mã thấy đen hổ báo trắng bình tĩnh chạy mã lên g4 đen lao vua lên d4 ôm tốt tiến lên trắng qua vua d2 ngăn chặn vua đen lọt xuống c3 có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm khi tốt D tiến xuống. Đen qua vua C4, trắng đẩy tốt H3, để phòng đen túng quá làm liều sẽ đẩy tốt H3 để chọc máy mình. Không làm ăn được gì, đen lại qua vua D4, trắng nhảy mã F6, bí nước, đen đẩy tốt xuống E3 chiếu, trắng chạy vua sang C2 tránh đòn, đen di chuyển vua qua C4, chuẩn bị đưa tốt D tiến xuống Trắng nhảy mã vào D7, có gì sẽ lùi về E5 chiếu, rồi về D3 để chặn đứng cặp tốt của đen. Thấy trắng thủ quá chắc, đen không dám mạo hiểm đẩy tốt nữa mà lại sách vua qua D4. Trắng nhảy mã B8, đen lại qua vua C4. Trắng lùi mã về C6, phong tỏa ô D4 không cho vua đen sang. Đồng thời vẫn đe dọa lùi mã về E5 chiếu khiến cho đen không thể đẩy tốt D4 được. Bực mình vì bị mã trắng quấy rối, đen lùi vua về c5 bắt mã. Trắng chạy mã về e5. Đen lên vua d4 tiếp tục truy sát mã. Trắng đổi nước chạy mã xuống f7 tấn công tốt g5. Đen qua vua c4. Trắng ăn mã về g5 bắt đầu tỉa dần các tốt của đen. Không còn gì để mất, đen thúc tốt tràn sang d4. Không hề sợ hãi, trắng nhảy mã e6 tìm cách bắt nốt con tốt f4 theo bản năng đen lao tốt xuống d3 chiếu trắng ung dung chạy vua về d1 đến đây thì biết có cố gắng chống cự thì cũng chỉ ăn thêm một dổ hành mà thôi nhà vô địch cờ chớp thế giới sarian mamedianov này phải dừng nô hồ chịu thua để tránh khỏi một cái kết sắp mặt trường hợp mà đen cố gắng chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau